rất chi là hồi hộp. Bây giờ anh em ta lắm bước hai trận rồi. Toàn game đủ đúng với nhau. Đây là ấy của GV Sky. GV Sky. Không phải là phóng viên đâu, ông là quay của GV Sky. Thì kiểu là một dạng kiểu mình cũng có thể gọi là phóng viên. Chả hay sao dọn đi quay chụp như đúng rồi. Lần này có thẻ à? Hôm qua anh cô bà cha mới có hàng nóng, cô bà cha nhỉ? Đây hàng nóng rồi. Hàng đấy gì mà nào tốt. Hàng đấy gì mà thằng theo hết chưa? Anh ơi, anh đừng có mưa lên. Hàng đấy gì mà theo hết bên nào cũng như thằng quân nó đắm nhanh bãi cái trường. Nhìn thấy cọi chân nó phát nó thêm mặc quần như thế. Nguyên Ti đã ngồi đây mà nói. Chim bay đủ rồi, chim cái chân đẹp bán đồ cô đọc à, chỉ cần cho bay đủ thôi. Luôn ở đây mà. Anh nhờ chị Beauty nhá. Đi phạ thu ti lên đời sớm luôn chia sẻ. Đây. Đứng dậy nhường cho gái đi. Rồi em để đấy chị ơi. Bà chị có đi ngồi đi. Đây này, bảo là lòng tao này.
Vâng, và với 27 dân chim sẻ là kích bờ ở 10 phút 30 và ai quyết định đánh chém. Rất căng thẳng và kịch tính. Không còn gì để nói nữa cả. Chúng ta vẫn đang được xem kịch câm tại nhà hát tuổi trẻ. Vâng, tính chất trận đấu căng thẳng cái nỗi mà không bật tiếng game cũng không bật luôn cả tiếng bình luận. Vâng, chỉ câm lặng thôi. Có mỗi khán giả xem qua soi và sướng nhất có tiếng bình luận. Vâng, chúng ta theo dõi màn hình của chim sẻ đi nắng. Tuti đang ở thế công. Vâng, một kèo đấu Summer và Pan. Chúng ta được bước vào những tình tiết gay cấn nhất của trận đấu. Đau tim quá. Tiền của tôi. Đánh nhạt như mẹ đi chơi, sướng ấy nhỉ. Đánh ập và với một lượng khán giả như này là tâm lý nó khác ngay. Pan với Roma chịu đánh thằng Gunny chết một chết chết một trận này. Không sao. Quân Tuti ba trận đều nhỉnh hơn đấy. Xây đâu? Nó ướm nên nó chưa xây. Em nhìn gà phải luyện. Cái bây giờ nó xây đâu? Nó ướm ở đấy thôi. Tính quan quan trọng của anh ạ, nghe nó biết là mình đang làm gì, xây phù nó hiện tiếng hết, nó tắt hết. Trận sau đánh Trung Quốc thì cũng kia. Tính cái trận đấu nó căng thẳng quá. Thủ có thắng thì đâu. Phù thủy chơi công nghệ cao, phải luyện.